Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nha quý vị. Quý vị nhìn thấy bông đẹp không? Quá xá đẹp luôn ha. Bên đây cũng còn đùm bên đây nè. Cánh thì cũng quá xá cánh luôn ha. Chào dân. Dạ em xin chào anh Tấn, em xin chào cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay có một số mai tàn giảo hạt, bông từ 5 tới 9 cánh, bông chùm đẹp nha quý vị, giao lưu quý vị ha. Cây nào nhỏ thì em bao cái ship toàn quốc, còn mấy cái lát có mấy cây tàn lớn thì em bao ship 200 cây ha. Lúc lát này em sẽ mấy cây bao ship 200 cây em sẽ báo sau nha. Số điện thoại thì em để thành phần tiêu đề, còn địa chỉ thì em ở chợ gạo Tiền Giang ha, không để làm mất thời gian của quý vị thì em dạy chi tiết cái số 1 ha. Cây số 1 quý vị, một cây mai tàn nhỏ nhỏ ha, xinh xinh ha. Dạ cao 1m3 quý vị. Khoảng 1m3. Dạ, ngang 80. Rồi ngang 80 có số tay cành. Viên cụ đế bự chảng luôn. Rồi. Dạ, hoành là 13. Rồi, 13. Củ đế đây quý vị. Đế đẹp nha quý vị. Đẹp nha, trẻ ra đẹp nha. Nuôi vài năm nữa là củ đế nó. Này đẹp, cái giá trị lắm đó nha. Rồi, vô luôn như đây em. Rồi, 900 ngàn. Xuống cây luôn. Số 2. Rồi, số 2. Tiếp theo là cây số 2. Tiếp số 2 này. Cao chắc khoảng cả 1,5 m nha quý vị. Rồi, 1,5 m. Rồi, tán ngang nó luôn. Ngang 90. Rồi, 90 ngang. Số tay cành nữa quý vị. Dạ, hoành thân là 17. Rồi, 17 hoành thân. Để đây. Rồi, vô luôn như em. 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là số 3. Số 3 này cao cũng khoảng 1,5 m. Ngang là 90. Rồi, ngang 90, cao 1,5 m. Rồi, 17. Đế thì một cục vừa chảng. Dạ, 1,6 triệu. Rồi, 1,6 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là cây số 4. Dạ, cao 1,3 m. Rồi, 1,3 m cao. Ngang là 1 m. 1 m ngang. Đó, vàng xương, tại cành nó đó quý vị. Rồi, một củ đặc luôn ha. 22 hoành. Anh cho em cái củ thử nhiêu giờ. Cái củ đây là 38 quý vị. Rồi, củ 38 luôn ha. Giá 1,4 triệu. Mình bể hết sức luôn không? Rồi, 1,4 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Ôi, nặng quá, xa nặng. Số 5. Tiếp theo là cây số 5. Dạ, cây này cao chắc khoảng 1,8 m luôn quý vị. Rồi, 1,8 m có hơn. Dạ, tán ngang 1,3 m quý vị ơi. Rồi, xây luôn. 1,8 m có hơn nha quý vị. Rồi, lại cành đây quý vị. Xem xíu nữa dần. Vị trí này lắc ra quý vị. Rồi, cho cái hoành luôn em. Dạ, hoành thân là 30. Rồi, 30 hoành thân. Cái mai này cái bầu nó là bầu cát nha quý vị. Rồi, bầu cát nha, rồi. Dạ, giá 1 triệu quý vị. Rồi, 1 triệu. Bao ship cái này toàn quốc hay em? Dạ, bao ship toàn quốc quý vị. Rồi, có 1 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. 1 triệu mà bao ship cho quý vị chắc hết tiền luôn. Tiếp
Mai số 6 dáng nó hơi siêu ha. Này cao cũng khoảng 1m8 đó quý vị. Rồi khoảng 1m8. Có nha 1m4. Còn nặng lắm á. Ui. Rồi, cho thoát thân cái này em. Dạ 40 thoát thân như vậy. Rồi, 40. Nó tông nó giống như tông bằng dù như cái gì. Dạ 24 quanh. Rồi, 24 quanh. Có cái cũ hết sức luôn. Chị dướng thì quay ngược lại em ơi. Dướng thì quay ngược lại. Nguyên cái bể hết sức luôn. Dạ giá 2.6 cái gì? Bể đế cái gì? Bánh tay lên xíu em. Rồi dừng. Rồi xuống cây. Nắm chết thêm. Đây, cái tiếp theo. Mã số 7. À, tàn cũng bự ha. Quỳnh thân là 23. Rồi, chính xác. Rồi, vô luôn nha. 1.5 triệu quý vị ơi. Trời ơi, nặng nha. Ui. Cái này thì mạnh quá, sao mạnh luôn. Rồi, mã số 8. Rồi. Cao khoảng 1m7 đây. Dạ, có ngang 1m3. Rồi, 1m3. 7 là có dư luôn nha quý vị ơi. Đó. Tàn ở đây ha. Rồi, cho các bạn em nó luôn. Dạ, hoành thân là 28. Có củ bự quá đó, anh cho cái củ luôn nha. Dạ, 45 quý vị. Rồi, 45. Dạ, giá 2.2. Rồi, 2.2. Xuống cây luôn. Nghe anh để lên kia đó cho. Nãy gần chết mà cứ... Được. Rồi, mã số 9. Rồi. Là 90. À, một cái quần luôn. Dạ 14 quần. Rồi, xem vòng luôn. Rồi, giá luôn nha. 800.000. Rồi, 800. Rồi. Xuống cây. Rồi, mã số 10 lên. Rồi, mã số 10. Đây là cây số 10 như vậy. 2m5 cho cái gì ạ? 2m5 chắc có hơn. 2m5 chắc có hơn, em lắc nhẹ nhẹ cái dân. 2m5 có hơn cái gì?
Rồi, tán ngang luôn em. Rồi, tán ngang 1,5 m, cao 2,5 m, em cứ rung rung nhẹ nhẹ cho quý vị thấy cái tàn nó lắc lắc lắc. Phải thấy được cái dần tàn đó ha. Cái cành ở trên nè quý vị. Rồi, dàn để con quýt quá ha. Hoành thân là 39. Rồi, 39 hoành thân, đế quýt luôn. Để đẹp nè quý vị. Rồi, bên đây cũng có rễ luôn ha. Nó có cái trên thân nó có một cái sẹo nhỏ mà nó liền hết rồi nha quý vị. Này chủ vườn nuôi nó sắp còn chút xíu nữa lại liền lại nha, không có sao hết. Rồi cái này giá luôn nhiêu dân? Dạ giá 6 triệu. Ship 200 km hay em? Dạ đúng rồi. Dạ cây này em bao ship 200 cây nha quý vị. Đây, mình qua cây số 11. Dạ tiếp theo cây số 11 nha. Rồi 11 cho trong nha quý vị ơi. Rồi 2 m cao. Rồi, trên cái hoành luôn. Dạ, hoành thân là 34. Rồi, 34 hoành thân. Rồi, xem ra tiếp nữa nha. Đây nó có con vết gì. Dạ, đây nó có một cái vết nó trầy da nhưng mà nó liền xăm hết rồi nha quý vị, không sao hết ha. Rồi, cái này giao luôn nhiêu em? Dạ, giá 3,8 triệu. Rồi, ship 200. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 12. Cao. 2,5 m có hơn luôn. Rồi, lắc 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 em ơi. Rung rung cho quý vị thấy nè, nó gì. Tán ngang nhiêu em? Tán ngang khoảng 1,5 m. Rồi, cho cái hoành luôn. Dạ, 31 hoành. Rồi, chính xác ha. Để quý vị. Rồi, cây này vô luôn nhiêu em? Dạ, giá 3,5 triệu. Rồi, bao ship 200 km. Rồi, mình vô trong quý vị ơi. Số 13. Số 13. Này 2 m chắc dư nhiều quá em ơi. 2,5 m à. Rồi, cho anh cái quần luôn. Dạ, 32 quần. Rồi, 32 quần. Rồi, đế quý vị. Đế cũng đều quốc mặt quý vị. Cái cây xem, cây này có cái mình, cái da nó nhìn dạ. Thấy lạ lão ha. Nó sùng, cái sùng cám nó nè quý vị, cái sùng nhẹ nó nè, hay quý vị nuôi nè, nó sùng nó bể da hết. Lạ ha.
À, cái này giao luôn nhiêu em? 4,8 triệu. Mấy cái nách nó cũng nổi nè ha. Xếp 200 km ha em. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 14 à quý vị ơi. Rồi cao khoảng 2 mét. Tại cành chi cũng đều quá xá nè. Rồi chắc cái quanh luôn, nép cái đầu qua bên kia nghe chưa? Dạ 37 quanh. Rồi 37 quanh. Rồi để đây quý vị. Cái điều đó quý vị. Cái điều bốn mặt nha. Không có đế hết mà quý vị. Rồi cái này giao luôn nhiêu dân? Giá 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi xuống cây hay để cây đây luôn. Rồi rồi mã số 15 quý vị ơi. Rồi cao khoảng 2,5 mét, cứ rung lắc lắc nha dân. À quý vị cái tàn đó đó ha. Rồi tán ngang em. Rồi tán ngang là hơn 2 mét. Hoành thân là 37. Rồi 37 hoành thân. Để đây quý vị ơi, 37 hoành nha. Để chịu liền trước ha. À, cái nền giao luôn như em. Dạ 9 triệu. À 9 triệu nhưng quý vị ship 200 km. Là 16 vô nhà nha quý vị. Rồi mã số 16 đây quý vị ơi. Rồi khoảng 3 mét chứ quý vị ơi. Cái gì vậy? Dạ. Rắn. Làm hết hộ em. Ờ à, nó mình đang quay ở trên đọt thôi, mình thấy cái cảnh mà dân nhà dựng dựng ở dưới. Ngang khoảng nhiêu em? Dạ, ngang này 2 mét có hơn em. Rồi, hơn 2 mét. Loại cũ ha. Rồi cho thóc thân luôn dân ơi. Dạ 65 nha quý vị. 65. Rồi cho cái quành luôn. Dạ 36 quành. 36 quành. Ở đây có 3 công rẻ chịu ăn trước luôn ha. Giá 6 triệu rưỡi quý vị. À, giá 6 triệu rưỡi nha quý vị, bao ship cho quý vị là 200 km luôn. Thì cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thấy ưng ý cây nào thì alo trực tiếp cho dân nha quý vị. Rồi quý vị nào xem
chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.